Siêu tỷ phú nào ở Việt Nam tăng tài sản nhanh nhất năm 2021? Như thế nào được coi là người siêu giàu ở Việt Nam? Quý vị đang đến với tin tức cập nhật trên kênh Tin tức Việt. Những tin tức nóng hổi, nổi bật nhất trong ngày sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Siêu tỷ phú nào ở Việt Nam tăng tài sản nhanh nhất năm 2021? Bất chấp Covid-19 hoành hành với các biến chủng và tác động nghiêm trọng lên kinh tế, nhưng tài sản của 5 trên 6 vị tỷ phú USD của Việt Nam vẫn tăng mạnh, thậm chí có người còn tăng tài sản gần gấp đôi. Theo ghi nhận của hãng xếp hạng Forbes, tính đến ngày 26 tháng 12, Việt Nam vẫn giữ nguyên số lượng tỷ phú USD là 6 người, không thay đổi so với thời điểm tháng 4 khi Forbes công bố danh sách người giàu của năm 2021. Tuy nhiên, tài sản của các tỷ phú thì đã có sự biến động đáng kể so với đầu năm. Cụ thể, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, hiện là 7,5 tỷ USD, xếp thứ 366 trên thế giới về mức độ giàu có. Hồi tháng 4, tài sản dòng của ông Vượng được công bố là 7,3 tỷ USD, xếp thứ 344 trên thế giới. Như vậy, xét về tài sản thì người giàu nhất Việt Nam đã có thêm khoảng 200 triệu USD, nhưng vị trí xếp hạng đã sụt 22 bậc. Nếu như hồi đầu năm bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch Sovico, CEO của hãng bay Vietjet Air, vẫn là người giàu thứ hai cả nước với khối tài sản là 2,8 tỷ USD, thì vị trí này hiện tại thuộc về ông Trần Đình Long, chủ tịch Hòa Phát. Ông Long hiện có 3,1 tỷ USD, tăng mạnh so với con số 2,2 tỷ USD vào hồi đầu năm. Ngược lại, bà Nguyễn Thị Phương Thảo bị giảm khoảng 300 triệu USD tài sản, còn khoảng 2,5 tỷ USD, rớt xuống vị trí thứ 4 trong danh sách tỷ phú USD của Việt Nam, đứng sau ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank. Tài sản của ông Hồ Hùng Anh vào hồi đầu năm ở mức 1,6 tỷ USD, nhưng hiện tại đã tăng thêm 1 tỷ USD lên 2,6 tỷ USD. Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch Masan Group, cũng tăng mạnh tài sản, vượt qua ông Trần Bá Dương, chủ tịch Tha Cô Trường Hải và gia đình. Cụ thể, tài sản của ông Quang đã tăng từ 1,2 tỷ USD từ đầu năm lên 2,2 tỷ USD ở thời điểm hiện tại, tăng 1 tỷ USD tương đương với mức tài sản của ông Hồ Hùng Anh. Tài sản của ông Trần Bá Vương và gia đình cũng tăng thêm 400 triệu USD từ mức 1,2 tỷ USD đầu năm lên 1,6 tỷ USD hiện tại. Như vậy trong số 6 tỷ phú USD của Việt Nam thì năm qua chỉ có duy nhất bà Nguyễn Thị Phương Thảo bị giảm tài sản nguyên nhân chủ yếu do giá cổ phiếu VGC bị ảnh hưởng bởi triển vọng ngành hàng không trong đại dịch COVID-19. Forbes cho biết tài sản của các vị tỷ phú USD công bố vào hồi tháng 4 nhưng lại tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu và tỷ giá hối đoái từ ngày 5 tháng 3. Cổ phiếu VGC của Vietjet Air có 4 phiên liên tục tăng giá trong tuần qua lên 124.000 đồng nhưng vẫn giảm 12.800 đồng trên mỗi cổ phiếu, tương ứng giảm 9,36% so với mức đóng cửa ngày mùng 5 tháng 3. Thời điểm mà Forbes chốt sổ để tính toán tài sản. Dù vậy, HGB của HD Bank, nơi bà Thảo làm phó chủ tịch, lại tăng 8.012 đồng trên một cổ phiếu, tương ứng tăng 38,73%. Bà Thảo sở hữu gần 75 triệu cổ phiếu HGB và trực tiếp nắm giữ gần 47,5 triệu cổ phiếu VGC cùng với 193,4 triệu cổ phiếu GVC gián tiếp qua công ty đầu tư hướng dương Sunny. Cổ phiếu MSN của Masan Group so với thời điểm nói trên tăng mạnh 82.633 đồng, tương ứng tăng 93,51%. Đồng thời TCB của Techcombank cũng tăng mạnh 9.700 đồng trên một cổ phiếu, tương ứng tăng 24,74%. Ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu 9,4 triệu cổ phiếu TCB, chỉ có 15 cổ phiếu MSN nhưng lại gián tiếp nắm giữ tới 255,7 triệu cổ phiếu MSN. Ông Hồ Hùng Anh với 39,3 triệu cổ phiếu TCB, không trực tiếp nắm cổ phiếu MSN, nhưng gián tiếp sở hữu tới 250,74 triệu cổ phiếu MSN. VIC của Vingroup do tuần vừa rồi điều chỉnh giảm 5,39%, nên so với thời điểm cuối ngày 5 tháng 3, giá cổ phiếu chỉ tăng 2.022 đồng, tương ứng tăng 2,14%. Ông Phạm Nhật Vượng hiện trực tiếp sở hữu 985,5 triệu cổ phiếu VIC và gián tiếp nắm giữ 1,17 tỷ cổ phiếu này thông qua tập đoàn đầu tư Việt Nam. Cổ phiếu HPG của Hòa Phát dù có diễn biến bất lợi trong 3 tháng gần đây, giảm 9,35% nhưng nếu so với phiên 5 tháng 3 vẫn tăng 12.253 đồng một cổ phiếu, tương ứng tăng 36,25%. Hiện tại, ông Trần Đình Long đang có gần 1,17 tỷ cổ phiếu HPG trong tay. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Như thế nào được coi là người siêu giàu ở Việt Nam? Với công chúng nói chung, việc nhìn vào tài sản để ngưỡng mộ thường vẫn là sổ đỏ đất đai, nhà, xe, kim gương, hàng hiệu. Tuy nhiên, để lượng hóa tài sản thì cần phải có sự thẩm định của giới chuyên gia. Khó mà cân đo đong đếm giá trị tài sản dòng của một vị tỷ phú khi doanh nghiệp của họ chưa niêm yết. Những phát ngôn của người trong cuộc thường khiến cho dư luận bán tin bán nghi. Ngay cả những chuyên gia Forbes cũng từng thừa nhận không biết hết sổ sách cá nhân của các tỷ phú dù có một số cung cấp. Khi không có giấy tờ làm căn cứ, Forbes sẽ phải trừ vào tài sản ước tính, còn giá trị tài sản chính thức được công khai chủ yếu dựa vào giá cổ phiếu, sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, các tác phẩm nghệ thuật, du thuyền và nhiều tài sản khác. Tạp chí Forbes, đơn vị chuyên xếp hạng người giàu nhất trên thế giới, hiện công nhận Việt Nam có 6 tỷ phú USD. Cụ thể, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup với 7,7 tỷ USD tài sản ròng, xếp thứ 354 trên thế giới. Ông Trần Đình Long, chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát với 3 tỷ USD tài sản ròng, xếp thứ 1 trên thế giới. Ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank với 2,6 tỷ USD tài sản ròng, xếp thứ 1.297 trên thế giới. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch Sovico Holdings với 2,5 tỷ USD tài sản ròng, xếp thứ 1.332 trên thế giới ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch Masan Group với 2,2 tỷ USD tài sản ròng, xếp thứ 1.502 trên thế giới. Các số liệu này được ghi nhận tại thời điểm cuối ngày 22 tháng 12. Riêng trường hợp của tỷ phú Trần Bá Dương, Forbes ghi nhận tài sản dưới danh nghĩa gia đình Trần Bá Dương and Family. Tài sản của gia đình ông Trần Bá Dương hiện được ghi nhận là 1,6 tỷ USD, xếp thứ 1.967 trên thế giới. Sự khác biệt này từng có lần được giải thích vào năm 2018, khi ông Dương và gia đình lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes. Theo đó báo cáo quản trị năm 2017 của Thaco, doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi và vai trò quản trị của ông Trần Bá Dương, thể hiện sở hữu của ông Trần Bá Dương và vợ là bà Viên Diệu Hoa lần lượt là 6,8% và 5,15% vốn điều lệ tập đoàn. Tuy nhiên cổ đông lớn nhất của Thaco lại là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và sản xuất chân oanh với sở hữu tại thời điểm đó là 60,58%. Công ty này do bà Viên Diệu Hoa là người đại diện theo pháp luật. Do không tách rõ ràng quyền sở hữu của những thành viên trong gia đình nên danh sưng tỷ phú cũng gắn liền với sở hữu chung. Điều này giữ nguyên từ năm 2018 cho đến nay. Một số điều đặc biệt nữa là Thaco là doanh nghiệp chưa niêm yết, nên để xác định giá trị thông thường, phô phải sử dụng phương pháp định giá khác như tỷ lệ giá trên thu nhập mỗi cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết có quy mô tương đương. Tài sản của gia đình ông Trần Bá Dương theo đó không thay đổi nhiều theo ngày, dù vậy quan sát theo từng năm cũng có sự biến động nhất định. Tháng 3 năm 2018 là 1,8 tỷ USD, tháng 3 năm 2019 là 1,5 tỷ USD. Tháng 4 năm 2020 là 1,5 tỷ USD và tháng 4 năm 2021 là 1,6 tỷ USD. Có thể ở Việt Nam có rất nhiều đại gia ngầm với khối tài sản chưa được công khai hết, tuy nhiên chỉ bằng việc quan sát danh sách người giàu chứng khoán năm qua cũng có thể thấy được phần nào sự gia tăng chóng mặt của số lượng tỷ phú ở Việt Nam, bất chấp tác động tiêu cực của Covid-19 đối với nền kinh tế. Nếu như năm 2020, toàn thị trường chứng khoán chỉ có 88 doanh nhân có tài sản xếp vào diện nghìn tỷ trở lên, thì năm 2021, con số này đã lên tới 150 người và thậm chí còn đang tăng theo từng ngày. Ngược lại, thời gian thêm một năm về trước đó, năm 2019, số lượng người giàu sở hữu trên 1.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam là 63 người. Điều này cũng đã phần nào phản ánh sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong 2 năm trở lại, đặc biệt là năm 2021. Theo dữ liệu thống kê cho đến hết ngày 22 tháng 12, kết phiên giao dịch, thì vị trí chốt sổ danh sách top 200 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020 là ông Phạm Khắc Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sovico, với giá trị tài sản đạt 679 tỷ đồng, thông qua nắm giữ hơn 24,33 triệu cổ phiếu HGB. Xếp ngay phía trước là ông Bùi Mạnh Hưng, cổ đông lớn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với giá trị tài sản là 684 tỷ đồng. Điều đó cũng đồng nghĩa là ở thời điểm trên, cá nhân phải có giá trị tài sản tối thiểu trên 670 tỷ đồng thì mới có cơ hội lọt vào danh sách siêu giàu này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh thông tin nhanh, chính xác, trung thực, tin tức Việt. Ngay sau đây mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo.